Kênh LTK Bonsai mến chào quý bà con, kính chúc quý bà con dồi dào sức khỏe. Hôm nay kênh đến nhà vườn của anh Tuấn, địa chỉ ở chợ Nha Măng, Châu Thành, Đồng Tháp để review, giao lưu với quý cô chú anh chị một số mặt hàng phôi sam hương cũng như là phôi trang đế quái ha quý cô chú anh chị. Rồi giờ thì mình sẽ gặp anh Tuấn để cùng giao lưu với anh ha. Rồi chào anh Tuấn ơi. Xin chào kênh LTK Bonsai, xin chào quý cô chú anh chị em. Em tên Tuấn. Địa chỉ ở chợ Nha Măng, Châu Thành, Đồng Tháp. Số điện thoại của em là 0967 546364. Đó cũng là Zalo, Facebook của em. Hôm nay em có nhờ kênh LTK quay để giao lưu với cô bác anh chị mình một số phôi sam hương sắp đế ha. Rồi nuôi cốt cành từ nhỏ cô chú anh chị ơi. Và một số phôi bông trang đỏ lá nhỏ của mình. Đó. Rồi thì đi vào cây số 1 ha. Là một cây sam hương. Đó, cây sắp đế từ nhỏ nha cô chú anh chị. Đó, cây sắp đế cộng lực lực không à. Rồi thân quái. Đó, cây này là dáng lông nha cô chú bác anh chị. Đó, cái đường co của nó dữ dằn lắm cô chú bác anh chị, sửa từ nhỏ. Rồi đi vào cái thông số ha. Đây, hoành thân của nó là 16 cô chú bác anh chị ơi. Đó, hoành thân ở đây. Rồi em hạo cái tổng đế cho cô chú bác mình tham khảo cái ha. Đó. Tổng đế của nó là cỡ chừng 68. Chiều cao của cây tính tới mặt bầu là 38. Rồi. Cây số 1 này em xin giao lưu với cô chú bác anh chị mình 600k, em bao luôn phí ship ha, bao sống bao ship cho cô chú bác anh chị mình ha. Cây này thì cũng giới thiệu cô chú là em trồng từ nhỏ, sắp đế thì cái mặt bầu của nó cỡ chừng vài sen thôi, là có lót cái dĩa ở dưới đây ha. Rồi cây thì đã xử lý lên bầu sống khỏe rồi, cái đó là em bao cho cô chú bác anh chị mình về chơi ha. Rồi bao sống bao ship anh, bao sống bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn đó. Rồi đây là cây số 02, nó cũng vô một cặp với dáng lông với cây số 1 đó cô chú bác anh chị ơi. Đó, cây thì ở vườn là sắp đế hết nên bộ đế cây nào cây nấy là nó từ nhỏ hết trơn, nó lực dữ lắm cô chú anh chị ơi, nó đều tứ diện hết nha. Rồi đó, chiều cao chứ anh. Cây này là nó cao là 34, hoành thân là 17 gữ, tính 17 thôi. Rồi, đó. 17. Rồi cây số 2 này em xin giao lưu với cô chú bác anh chị mình là 600k, em bao luôn phí ship ha. Nó vô được một cặp với cây số 1 luôn đó. Rồi, đổi luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số 3, nó cũng là cây dáng lắc lượng ha. Nếu cô chú bác anh chị nào mình về mình nuôi thêm á, thì mình chơi lùng lực thì mình cắt xuống mình nuôi tiếp. Còn chơi cây thân co lắc gì thì mình để mình chơi thôi cô chú anh chị ơi. Đây cây em làm thẹo đồ sạch sẽ đàng hoàng hết rồi cô chú bác anh chị ơi. Đó, làm thẹo có đắp keo đồ hết rồi. Về mình chỉ nuôi mình chơi thôi nha cô chú anh chị. Rồi báo thông số đây. Đã chiều cao trước đi ha. Rồi, cây này nó cao là 29 nha cô chú anh chị. Hoành thân ở đây em đo được là 16, tính 16. Rồi. Rồi cây số 03 này em giao lưu là giá 650k, em bao luôn phí ship ha. Rồi để sắp đều hết ha. Dạ. Rồi, đổi cây. Rồi tiếp theo là cây số 4, là một cái cây dáng đổ nha cô chú bác anh chị. Đó. Dán đổ, dán quyền gì cũng được. Cô chú bác mình chơi đổ thì nửa giờ mình trồng nó cắm xuống một chút là chơi dán đổ được. Còn hiện giờ thì nó là dán quyền. Rồi. Trực quyền nha cô chú bác anh chị. Rồi, em đo cái tán dài này ha. Là nó được 29. Hoành thân nó là được 17. Đó, cây sắp đế trơn nha cô chú bác anh chị. Nó đều tứ diện hết ha, không có chống đế, tại vì làm từ nhỏ có sắp rồi. Rồi cây số 4 này em giao lưu giá là 500k, em bao luôn phí ship ha. Rồi đổi luôn. Rồi cây mã số 5 cũng là một cây trực quyền ha. Đặc biệt cây này nó có một cái cành phong sẵn luôn. Cành phong nó lực lắm rồi, về mình bắt chi ra là mình chơi cô chú ơi. Đó. Rồi em đo cái chiều bay của nó đi. Là 42. Hoành thân ở đây là nó được 21 cô chú anh chị ơi. Đó.
Rồi cây số 5 này em cũng xin giao lưu với cô chú bác anh chị mình là 500k em bao luôn phí ship ha. Cái này về chơi dán đổ là cực kỳ luôn nha cô chú anh chị. Rồi đổi luôn. Đây số 6 này. Cây số 6. Rồi cây số 6 là một cây trực bài nha cô chú anh chị. Trực bài có cành phong sẵn ha. Rồi cây này về là bắt chi chơi thôi cô chú anh chị ơi. Đây đế thì đều 4 mặt 24 giờ hết. Rồi báo thông số này. Rồi cây này chiều cao của nó là em còn chừa cái nhánh này em đo luôn tới cái nhánh này đi ha là 22. Hoành thân của nó là được là 14 nha cô chú anh chị. Rồi cây số 6 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 800k. Em bao luôn phí ship ha. Một cây trực bài lùng lực chi 1. Chi 1, chi 2, chi phong là có đầy đủ nha cô chú anh chị. Tiếp theo là cây mã số 7. Đó là một cây cũng trực quyền luôn cô chú bác anh chị ơi. Đó, chơi quyền thì chơi, chơi cây đổ thì chơi. Rồi, báo số đi anh. Rồi. Cái tán bài tính tới đây là nó là 40 nha cô chú anh chị. Hoành thân của nó là 17. Đó. Rồi cây mã số 7 này em giao lưu là giá là 550k em bao luôn phí ship ha. Đó. Tiếp theo là cây mã số 8 ha. Cũng là trực quyền luôn nha cô chú anh chị. Cây này thì nó sống khỏe hết trơn à. Em đưa lên là em thuần bầu lại em mới giao lưu cô chú bác anh chị mình ha. Đó trực quyền. Đó bộ đế đó nè. Là đều tứ diện hết cô chú anh chị ơi. Đó. Không có sót cộng đế nào hết. Rồi em đo cái chiều bay của nó là 38. Hoành thân của nó là được là 14 nha cô chú anh chị. Hoành thân 14. Rồi cây số 8 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600k em bao luôn phí ship ha. Tiếp theo là cây mã số 9 là cũng một cây dáng lông ha, lắc lượn vậy đây nè. Rồi báo thông số đi anh. Chiều cao trước đi. Chiều cao của cây là 34 nha cô chú anh chị. Hoành thân của nó là được là 19 nha. Đó, ở đây thì nó được cái cục bú nó liền sẹo từ nhỏ nè, lên nguyên một cái cục bú luôn nè cô chú anh chị ơi. Đó. Rồi, cây mã số 9 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 650k em bao luôn phí ship ha. Rồi tiếp theo là cây mã số 10. Đó cũng là một cây dáng lông ha. Còn cây này co lắc nó đưa bay dữ lắm cô chú anh chị ơi. Nó hồi đó là tán ngang là nuôi cái cốt này lên nè. À. Bộ đế thì nó cũng đều do hết. Tại vì cái lô này là chung một lô nên nó đế đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Rồi. Rồi chiều cao của cây tới đây là 28. Hoành thân của nó là 16. Đo cổ eo nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 10 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 650k em bao luôn phí ship ha. Rồi đổi luôn. Tiếp theo là cây mã số 11. Cũng là một cây trực quyền luôn. Đó, nó có nhiều định hướng chơi ha. Thì về cô chú anh chị mình có tay nghề thì mình làm thêm theo cái ý thích của mình ha cô chú anh chị. Đó. Chiều cao của cây tới đây là 26. À, cái cành bay này á, thì nó được 40. Hoành thân của nó là được 14 nha cô chú anh chị. Đó, em đo cổ eo thôi. Cây 11 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650k em bao luôn phí ship ha. Rồi đợi. 12 trên kia. Rồi, tiếp theo là cây 12. Một cây trà bá luôn cô chú anh chị ơi. Em vô cái chậu này mới vừa nó nè. Chậu này chậu 5. Đó, cũng là một cây trực quyền ha. Bộ đế nó dữ lắm luôn nè. Nó bài ra tới đây luôn. Xen giáp dòng luôn anh. Co lắc quyền dữ lắm luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, báo thông số đi anh. Rồi, chiều cao tới đây là nó được là 34. Đó, cái tàn bay của nó là 46. Hoành thân của nó ở đây là được là 19.
Rồi, xây dựng đế luôn. Bộ đế sổ dữ lắm luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cây 12 này em xin giao lưu với cô chú anh chị em mình là 850k, em bao luôn phí ship ha. Thì em cũng nói trước cái hồi nữa em có gửi cây á, thì em bó bầu em gửi cho cô chú anh chị mình ha. Rồi. Chứ em không có gửi chậu để tránh là nó bể, đi chậu nhựa này nó dễ bể lắm cô chú anh chị ơi. Đổi cây. Rồi tiếp theo là cây số 13. Đó, một cây chực mà nó lắc, cái này kêu bằng lắc dữ dằn luôn rồi cô chú anh chị ơi. Đó, cái co đây nè. Quýnh cái đường co quá trời luôn. Rồi báo thông số đi anh. Rồi cái cây này chiều cao của nó tới mặt bầu là 45. Hoành thân của nó là được 20 nha cô chú anh chị. Rồi cây 13 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 650k, em bao luôn phí ship ha. Tiếp theo là cây mã số 14 nha cô chú anh chị. Một cây chực lắc co rộng dữ thần lắm cô chú anh chị ơi. Đó. Đế đấm thì cái lô này mình khỏi bàn rồi. Đế dữ dằn lắm. Rồi. Rồi chiều cao của cây là 37. Hoành thân ở đây là được là 18 nha cô chú anh chị. Rồi cây 14 này em xin giao lưu là 700k, em bao luôn phí ship ha. Tiếp theo là cây số 15. Là một cây chực lắc ha. Cành phong đầy đủ. Đó. Mà cây này nó đặc biệt được là ở đây nó có mấy cái cục bú hồi đó nó liền thẹo nè cô chú anh chị. Bú lên cục bú dữ thần lắm. Quá trời nó sù côi hết trơn luôn. Đó, cô chú anh chị nào khoái sù sù nâu nâu đó ha. Rồi chiều cao của cây được là 20. Hoành thân của nó là được là 14 thôi. Đó, 14 rưỡi mình tính 14 thôi. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú bác anh chị mình là 600k, em bao luôn phí ship ha. Tiếp theo là cây số 16 nha cô chú anh chị. Một cây cũng định hướng là mình chơi trực bài nha cô chú anh chị. Đó. Mấy cây này thì cô chú anh chị nào mình về nuôi thêm có thể giật đế vô nhịp 1 được ha. Rồi chiều cao của cây là được là 18. Hoành thân là được 12 nha cô chú anh chị. Rồi cây số 16 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500k, em bao luôn phí ship ha. Tiếp theo là cây mã số 17 ha. Là một cây chực nó dặn lắc dữ lắm cô chú anh chị ơi. Đó, cô chú anh chị nào khoái thân quái thì gặp cái lô này thì nhìn cũng ghiền lắm. Mà cây ở ngoài nhìn ghiền hơn nữa. Đó. Rồi em xin đo chiều cao ha. Chiều cao của cây là 33. Hoành thân của nó là được là 17 cô chú anh chị ơi. Rồi cây số 17 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 600k. Em bao luôn phí ship cho cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp theo là cây mã số 18. Cũng một cây chực lắc. Lùng lực nha cô chú anh chị. Đó, bệ đế thì khỏi chê rồi. Đây nó có một cái mép sẹo mà nó kéo gần hết luôn nè. Đó là từ nhỏ, cắt từ nhỏ đó cô chú anh chị ơi. Rồi sắp đế cũng từ nhỏ luôn. Rồi em xin đo chiều cao là được là 17. Hoành thân cây là được 16 nha cô chú anh chị. Rồi cây 18 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 550k, em bao luôn phí ship ha. Tiếp theo là cây số 19. Cũng cây chực lắc luôn cô chú anh chị ơi. Có cành phong. Đó, để nó chảy ra gì đây nè. Có cành phong, cành 1, cành 2 đầy đủ nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao của cây là 15. Hoành thân của cây được 14 nha cô chú anh chị. Rồi cây 19 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 600k, em bao luôn phí ship ha. Cây 20 cũng là một cây chực lắc ha. Cây này chực lắc hoặc là mình chơi chực cành bay cũng được cô chú anh chị ơi.
Đó, để đấm thì khỏi bàn rồi. Rồi, chiều cao của cây thì được 22. Hoành thân em đo được là 17 nha cô chú anh chị. Rồi, cây 20 này em xin giao lưu giá là 550k. Đó, bộ đế nó không có cây nào bị chống đế nha cô chú anh chị. Tại vì mình xếp đế từ nhỏ ha. Rồi, tiếp theo là cây 21 ha. Đây, một cây trực lắc ha. Ở đây cô chú anh chị mình về nuôi trực lắc thêm thì mình tán ngang đây cũng được ha. Còn chơi cây thân quái thì mình chơi để cái cành này luôn, để cái giọng đó luôn, chơi luôn cũng được cô chú anh chị ơi. Rồi, chiều cao của cây em đo được là 18. Hoành thân của cây là 13. Rồi, cây 21 này em xin giao lưu cô chú anh chị mình là 550k, em bao luôn phí ship ha. Tiếp theo thì em xin giới thiệu cô chú anh chị mình là cái những cái phôi trang đỏ bên em ha. Trang đỏ toàn là bộ bệ đế nó quái không cô chú anh chị ơi. Trang đỏ lá nhỏ nha. Đó, cây thì em đã xử lý bầu đất hết 100%. Em vô chất trồng mới. Đó. Rồi nuôi cho nó sống khỏe em mới dám giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Đó, cây lùng lực ha. Rồi, báo thông số anh. Rồi, chiều cao của cây là 12 nha cô chú anh chị. Đó. Trời ơi, hoành hoành cái thân ở chỗ này là được là 26. 26 nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi em đo hạo thử một cái thân này đi lên thì nó được là 11. Đó. Trang này bệ đế nó giữ thần lắm cô chú anh chị ơi. Rồi, cây 22 này em giao lưu cô chú anh chị mình là 900k. Em bao luôn phí ship ha. Tiếp theo là cây mã số 23, cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn ha. Đây nè, cái củ bệ của nó đây nè cô chú anh chị, giữ thần lắm. Nó cây sống khỏe ha, cây sống khỏe rồi nó ra gì đây nè. Lãi tược mà không kịp với nó luôn cô chú anh chị ơi. Đó, nguyên cái củ bệ này nè. Chú anh chị mình có thể hào hào cái tay của em nè. Đó. Rồi, chiều cao của cây thì được 16. Hoành tổng đế này nó được là 36 nha cô chú anh chị. Đo cái thân ở chỗ này thì nó được là 13. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 900k ha, bao luôn phí ship ha. Đó, bệ đế giữ thân. Rồi, cây 24 ha, cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn cô chú anh chị ơi. Đây, toàn là hàng củ đế quái quái không rồi cô chú ơi. Rồi, cây này thì cũng là thuần bầu, mình thuần bầu mình sống khỏe hết ha cô chú anh chị. Rồi, báo thông số đi anh. Rồi, chiều cao của cây thì được là 20 nha cô chú anh chị. Hoành tổng của cây thì em đo được là 40. Hoành thân em đo là 15 nha cô chú anh chị. Rồi, cây 24 này em xin giao lưu cô chú anh chị mình là 750k, em bao luôn phí ship ha. Tiếp theo là cây số 25, cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn cô chú anh chị ơi. Đó, nó lên khỏe gì nè, lãi tược không kịp luôn. Đó, nè, nguyên một củ bệ nó nằm một bệt luôn. Ba thân nha cô chú anh chị, về mình chơi dán cụm tam đa ha. Chiều cao của cây em đo được là 26. À, hoành tổng ba thân là được 19. Em đo một thân đại diện ha. Thân đại diện là được là hoành chính nha cô chú anh chị. Đó, ba thân thì nó cũng tương đối với nhau. Rồi, cái 25 này em xin giao lưu với cô chú anh chị em mình là 1.100k nha, 1.100.000 nha cô chú anh chị. Là em bao luôn phí ship. Rồi, tiếp theo là cây số 26, cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn ha. Nó củ đế vậy nè, mấy cái sẹo em cắt là bây giờ nó kéo muốn liền hết nha nè cô chú anh chị. Trang đỏ thì nó khỏe lắm. Với lại em thuần bầu, thuần chậu, vũ hết bầu đất ra thì cô chú anh chị mình về chơi là yên tâm ha. Đó, về mình chơi bonsai luôn. Rồi, chiều cao của cây là 16. Hoành thân em đo được là 32.
Đó, hoành cái cốt chỗ này em đo được là 14 nha cô chú anh chị. Đó, nguyên một cái bệ như cái núi vậy cô chú anh chị. Rồi, báo giá luôn anh. Rồi, cây số 26 này em xin giao lưu là 1.000k. Em bao luôn phí ship cho cô chú anh chị mình ha. Rồi, 1 triệu nha quý cô chú 1 anh chị. 1 triệu. Rồi, tiếp theo là cây 27. Đó, một cụm 5 thân nha cô chú anh chị. Là mình về chơi dán cụm. Quá trời nó lên luôn. Đó, thì cô chú bác anh chị mình mua phôi á, mua cái dạng này thì về mình yên tâm 100% rồi ha. Là em có xử lý bầu hết rồi. Rồi, báo thông số đi anh. Rồi, chiều cao của cây em đo được là 26. Tổng bệ em đo là cỡ 45 đi. Đó, tính hào hào chừng hao cho cô chú anh chị mình. Đó, cái eo ở đây á, là được là 27. Em đo đại diện một cái thân chính cho cái thân cho cô chú anh chị mình tham khảo là hoành được 10 đi. Rồi. Đó. Nguyên cái củ bệ luôn. Rồi, cây 27 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.000k, 1 triệu nha cô chú anh chị. Tiếp theo là cây 28 là cũng một cái cũ luôn. Một cái cục đặc nạc lắm cô chú anh chị ơi. Đó. Đó, nguyên một cái cục luôn. Bệ đế là giữ thần lắm cô chú anh chị ơi. Đó. Như cái núi vậy đó. Rồi, báo thông số đi anh. Rồi. Cây này chiều cao của nó được là 17. Tổng bệ của nó là 32. Hoành thân ở đây được là 20. Rồi. Rồi, cây này 28 này em xin giao lưu cô chú anh chị mình là 800k, em bao luôn phí ship ha. Nguyên một cái bệ. Rồi, đổi luôn. Tiếp theo là cây số 29 ha. Đó, cây này cũ bệ giữ thần luôn. Rồi, báo thông số đi anh. Chiều cao của cây là được là 27. Tổng hoành đế được là 43. Hoành thân em đo được là 16. Rồi, sai nhầm luôn. Rồi, cây 29 này em xin giao lưu với cô chú bác anh chị mình là 1.100k. Em bao luôn phí ship ha. Đây, cốt cành là bây giờ là vô dây được luôn nha cô chú anh chị. Đó, cây này em nuôi là thuần cây rồi hết rồi em mới dám giao lưu ha. Rồi, 1 triệu mốt, bao phí ship toàn quốc. Cây số 30 cũng là trang đỏ lá nhỏ của mình luôn nha cô chú anh chị. Củ bệ này thì thôi giữ thần lắm. Đó. Đóng lên 3 thần nha cô chú anh chị. Đóng lên hơn cái núi nữa. Rồi. Rồi, chiều cao của cây là được 20. Tổng bệ em đo được là 46. Hoành thân ở chỗ này là được 17 nha cô chú anh chị. Rồi, cây 30 này em xin giao lưu là giá là 1.200k, em bao luôn phí ship ha. Rồi, đổi luôn. Rồi, tiếp theo là một cây trang vàng. Đó. Một cây trang tàn hả cô chú anh chị. Đó. Tàn nó là nó kín mít hết rồi cô chú anh chị ơi. Cây này về mình vô cái chậu đẹp mình chơi nó thì hơi hết thuốc luôn ha. Cây này em bấm làm bông thì dự đoán là chắc bông của nó là lọt sau Tết rồi. Rồi, không có Tết kịp Tết ha. Bông qua Tết ha. Đây, củ bệ là tàn, củ bệ là có nè nha cô chú anh chị. Đó, là em chưa có khai thác hết là tại vì á, trang tàn thì em giữ cái bộ tàn thì mình không có khai thác mạnh cái bộ đế được ha. Rồi, báo thông số đi anh. Rồi. Chiều cao của cây em đo được là 42. Tán ngang. Tán ngang là 56. Rồi, hoành thân này em đo hảo hảo ha. Là được 18 thôi cô chú anh chị ơi. 18. Đây nguyên một cái củ đế ha. Sang dòng luôn. Đó, bữa nay là nó lúng phúng lá hết trơn rồi cô chú anh chị ơi. Rồi, cây khỏe ha, em bao sống cho cô chú anh chị mình thoải mái ha. Rồi, báo giá luôn anh. Rồi, cây 31 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 800k ha. Là em bao luôn phí ship ha. Rồi, ship thì lúc ship á em rút cái chậu ra nha cô chú anh chị, là chậu mũ này đi thường hay nó bể lắm nên rồi. Rút ra cho nó khỏe cây mình. Bó bầu nghe quý cô chú anh chị. Bó bầu đi. Về cô chú anh chị mình vô cái chậu đẹp mình chơi. Rồi, cây 32. Cũng là chung một cặp đó. Là em lên một cặp đại diện đó. Là nó dưới cây 31. Đây cũng là cây tàn luôn.
đó, củ bệ rồi là em chưa có khai thác nhiều ha. Rồi em xin đo thông số ha. Tổng chiều cao của cây em đo được là 45, nó đều với một cặp với cây 31 đó cô chú anh chị ơi. Đó, tán ngang của nó là được là 54. Đây, hoành thân của nó em đo được là 17 luôn. Rồi cây 32 này em xin giao lưu cô chú anh chị mình là 800k em bao luôn phí ship ha. Khi đi thì em rút cái chậu ra em bó bầu cho cô chú anh chị mình, về mình vô cái chậu đẹp mình chơi ha. Tiếp theo là cây 33, cây này là trang đỏ lá nhỏ nha cô chú anh chị, cũng được một cặp trang đỏ lá nhỏ ha. Đây, cắt tược bữa nay là bông nó lúng phúng luôn rồi. Đó, cây này là chơi Tết ok ha cô chú anh chị mình. Đây, nụ bông nó lên đó. Rồi, báo thông số đi anh. Rồi, chiều cao của cây là được 35. Tán ngang là được 45. Hoành thân của nó em đo được là 11. Đó, cây là chưa có khai thác được bệ đế nha cô chú anh chị. Tại vì cây tàn thì mình thuần mình vô cho nó khỏe cây rồi mình mới khai thác đế sau. Rồi báo giá luôn anh ơi. Rồi cây 33 này em xin giao lưu với cô chú anh chị em mình là 700k em bao luôn phí ship ha. Rồi khi đi em cũng bó bầu nha cô chú anh chị. Rồi đổi luôn. Rồi cây 34 cũng là cây cuối của video của ngày hôm nay ha cô chú anh chị. Đó cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn. Cây này em cắt tược đồ là cũng nó lên lúng khúng rồi, bữa nay là có bông hết rồi cô chú anh chị ơi. Rồi em xin đo chiều cao của cây là được là 32. Tán ngang là được 40. Từ cái thân đây dưới đây một cục luôn, khó đo luôn. Thoát thân thấp ha. Thoát thân thấp, cây lùng lực. Hoành được 12 cô chú anh chị ơi. Rồi sẽ nhầm luôn. Cái này về với cô chú anh chị khai thác đế thêm ha. Cây tàn thì chưa có dám khai thác nhiều cô chú anh chị ơi. Rồi đó, báo giá luôn anh. Rồi cây cuối clip ngày hôm nay em là cây trang đỏ lá nhỏ này, em cũng xin giao lưu với cô chú bác anh chị mình là 700k em bao luôn phí ship ha. Thì đi rút bầu cô chú anh chị thấy này, chậu nó ở đây mà nó cũng muốn bể rồi. Rồi đó. Rồi thì cuối video thì em cũng xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị mình đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay của em. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú bác anh chị gần xa ha. Rồi em xin chào tạm biệt cô chú bác anh chị. Rồi kênh là TK chào quý cô chú anh chị. Cô chú anh chị yêu thích cây nào của nhà vườn của anh Tuấn thì liên hệ với anh để giao lưu với anh ha. Rồi tạm biệt, kính chúc quý cô chú anh chị nhiều sức khỏe. Xin chào.